về cái nhà nó. Gắn vô rồi khó khó nó im. Từ hồi thở nhỏ tôi đã phát hiện ra những cái tiếng mà nó vô điện rồi nó phát ra như vậy là mình từ từ mình chế. Thì cách đây cái này nó cũng là 40 năm. Dàn trống mình đó thì nó có những tum, có những cái bộ gõ chẳng hạn, là cũng như là mỏ cây, mỏ lon, rồi những cái vật khác thì nó cũng phối âm rất là nhiều. Cái phần mà để thể hiện thì dàn trống mà thứ nhất là cái dàn dây chì gắn những cái cao su lên. Trong này có dép lào nữa, tải được cái âm thanh đó thì dùng cái mô bin đờn mình thôi, chứ không có gì khác. Còn trống thiệt thì nó rất là cồng kềnh, là những cái tum nó có thể to như vậy, quánh xuống một cái tùng vậy, chứ tôi chỉ cần sợi chì, tôi chỉ cần đụng nhẹ gì nữa nó đã ra rồi. Thành thấy cũng mang tính khoa học cao. Chơi nhạc thì một cây một thì thấy nó cũng chơi chẽn, mà có cái trống chế của thầy Phước là rất là đơn sơ nhưng mà nghe rất là tuyệt vời. Bộ đầu thì tôi thấy anh ta chế tôi chỉ cười thôi, rồi tôi nghĩ là anh làm đồ chơi hay gì vậy. Nhưng mà khi mà anh ta đã hoàn thành cái nhạc cụ của anh đem ra sử dụng, chuyện đó tôi mới cảm thấy là tôi rất phục cái tài năng của anh. Chỉ có một cái năng khiếu đặc biệt và một cái sự đam mê, cho nên anh ta mới có thể sáng tạo ra được những cái nhạc cụ mà có 102 này. Thế mà về cái nào chắc là chanh. Cái đó là chụp chút xíu ha.